biệt hơn nữa, anh ấy cũng là người mà được công ty mời sang để được đào tạo trong 3 chuyến công ty đào tạo ở Malaysia, Singapore và ở Indonesia. Vâng ạ, xin nồng nhiệt chào đón anh Thế Đức lên chia sẻ những cái thông tin vô cùng nóng bỏng từ phía công ty tới cho cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng mời anh Đức ạ. Ok, xin chào toàn thể cô chú anh chị 63 tỉnh thành có mặt tại buổi Zoom tối ngày hôm nay. Buổi Zoom tối hôm nay có sự cố một chút về kỹ thuật, rất mong tất cả cô chú anh chị chúng ta bỏ qua. Và vì chúng ta làm về công nghệ, thế nên là chúng ta cũng không thể tránh được những lúc công nghệ nó bị lỗi hoặc là sự cố một chút, đúng không ạ? Ok, để nhà chúng ta thông cảm. Vâng ạ. Thì tất cả cô chú anh chị xong buổi Zoom tối ngày hôm nay thì có rất là nhiều cô chú anh chị là những người biết về nền tảng SS từ rất lâu rồi, đúng không? Trải qua rất là nhiều năm tháng rồi, và có những cô chú anh chị ngày hôm nay mới bắt đầu vào để nắm bắt và gì ạ, nghe về thông tin về cách triển khai bắt đầu cái sản phẩm hệ sinh thái của gì ạ, của SS. Vâng ạ. Thì cô chú anh chị chúng ta đều là người đầu tư và cũng là những người yêu gì ạ, yêu tiền điện tử, đúng không ạ? Thị trường này là một thị trường gì ạ, biến động và một thị trường tiềm năng để cho chúng ta gì ạ, gặt hái được thành công trong gì ạ, cái và công việc đầu tư tài chính của mình. Thì với rất là nhiều cô chú anh chị chúng ta đã và đang đầu tư, thì ngày hôm nay chúng ta có 2 dạng để chúng ta đầu tư. Một là chúng ta ủy thác để nhận lãi, hai là chúng ta đầu tư vào một nền tảng. Đấy, cô chú anh chị chúng ta sẽ định hình rằng là chúng ta sẽ đầu tư cái nào nó sẽ an toàn. Vâng ạ. Và khi mà chúng ta đầu tư vào coin thì với cái kinh nghiệm bao nhiêu năm của Đức cũng như là bao nhiêu cái thăng trầm ở trong thị trường nó đã diễn ra, thì với cái key dữ liệu mà em thu thập được thì chúng ta nên chọn những cái gì nó mang tính chất ạ, nó là một nền tảng. Thì cô chú anh chị chúng ta hãy hãy nhìn trên màn hình mà em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị về nền tảng SF cũng như bộ các hệ sinh thái của gì ạ, của SF. Vâng ạ, cô chú anh chị chúng ta gì ạ, nhìn ở trên màn hình giúp em ạ. Cô chú anh chị chúng ta có nhìn thấy màn hình của em ạ? Ok. Thấy rồi ạ. Ok. Vâng ạ. Đây là trang chủ về nền tảng SF. Cô chú anh chị cũng đã biết đến, và những cô chú anh chị chưa biết thì ngày hôm nay chúng ta biết đến. Đây là một nền tảng gì ạ? Blockchain đã hoàn chỉnh. Vâng ạ. Một nền tảng blockchain đã hoàn chỉnh. Và đi kèm với nền tảng blockchain đó thì nó có tất cả các hệ sinh thái chạy ở trên nền tảng blockchain này. Đó. Như sàn Phiswap này, Phin FPT này, FUSD này, Finplay này, Finbill này, FinX này, Finbox, Finsao. Đây là 8 hệ sinh thái của gì ạ? SF. Khi mà nền tảng SF đã hoàn thiện cái nền tảng blockchain và đã có đồng coin gốc, đúng không ạ? Và trong đó SF còn có gì ạ? Có cả ví riêng rồi cô chú anh chị nhá. Đó, đã có một cái chiếc ví riêng của họ, ví phi tập trung. Thì SF là có nền tảng, có ví riêng. Thay vì ở ngoài kia cô chú anh chị chúng ta đi tìm hiểu một dự án mới, một đồng coin mới hay gì đó, nhưng họ lại hứa hẹn là tới đây chúng tôi có ví, tới đây chúng tôi có nền tảng blockchain riêng hay là gì đó. Nhưng cô chú anh chị chúng ta gì ạ, lại không có cái thông tin và kiến thức để chúng ta gì ạ, tìm hiểu và chúng ta nhận định được đấy có phải là nền tảng đáng đầu tư hay không. Thì ngày hôm nay ekip FSB, tức là nền tảng SF Chain của Việt Nam, sẽ lên trên Zoom để chia sẻ cho cô chú anh chị những cái thông tin gốc và thông tin sát để cô chú anh chị biết được một đồng coin có nền tảng để chúng ta gì ạ, đưa vào danh mục đầu tư của mình. Ok, thì đó là những cái gì ạ, cái thông tin tối hôm nay ekip chúng em sẽ đưa lên trên Zoom. Và cái trang chủ của SF cô chú anh chị hãy nhớ đó là sfchain.io. Thì trên đây có tất cả những cái gì mà cô chú anh chị muốn đọc và muốn tìm hiểu về gì ạ, về nền tảng thì trên đây là cô chú anh chị chúng ta hãy đi vào cái hệ sinh thái đầu tiên của gì ạ, của SF. Ok,
Chờ em xíu ạ. Hôm nay cái máy nó... Ok, cô chú chị đã nhìn thấy màn hình của em chưa? FC đã nhìn thấy chưa? SCF trên. Recording in progress. Vâng, thì SCF trên họ đã hoạt động cái nền tảng blockchain của họ. Và bây giờ họ bắt đầu triển khai các hệ sinh thái. Thì cái hệ sinh thái đầu tiên mà SCF triển khai đó là gì ạ? FinSquad. Và hôm nay cô chú anh chị chúng ta đã sẽ đi sâu và tìm hiểu cái kế hoạch phát triển về sinh thái của SCF. Vâng ạ. Thì cái hệ sinh thái đầu tiên đó là FinSquad. FinSquad đó là cái sàn giao dịch phi tập trung với cái công nghệ đó là trao đổi tài sản chuỗi chéo, mà tên tiếng Anh đó là gì ạ? Cross-chain. Thì cross-chain thì tất cả các nền tảng phi tập trung và sàn phi tập trung ở ngoài kia đang là cuộc đua gì ạ? Về cái trao đổi tài sản chuỗi chéo, thì đó là gì ạ? FinSquad. Đấy là hệ sinh thái đầu tiên của gì ạ? SCF. Và cái hệ sinh thái số 2 đó là FinSao. FinSao là thế hệ kế tiếp theo của GameFi, tức là cái nền tảng chơi game trên blockchain. Đó. Thì những người mà yêu game, thích game thì người ta sẽ tham gia vào những cái trò chơi GameFi của SCF và họ vào trong đó họ sẽ kiếm được lợi nhuận, kiếm được tiền. Vâng. Và cái hệ sinh thái số 3 đó là gì? FUSD. FUSD nó là cái đồng tiền gốc ổn định của nền tảng. Đúng không ạ? Mỗi một nền tảng blockchain nó sẽ đi kèm theo một đồng tiền gốc ổn định. Đó. Thì cái đồng tiền gốc của blockchain SCF đó là đồng SCF và đồng ổn định đó là đồng FUSD. Thì hệ sinh thái số 3 đó là đồng tiền ổn định của nền tảng SCF. Vâng. Và cái nền tảng về cái hệ sinh thái số 4 đó là gì ạ? FinFPT. Vâng. FinFPT nó là một cái hệ sinh thái của mã thông báo tài chính trên chuỗi SCF. Để tạo ra các hợp đồng thông minh, đó, tạo ra các hợp đồng thông minh trên nền tảng SCF để họ hoạt động tài chính, họ giao dịch tài chính, thì đó là cái hệ sinh thái số 4. Và cái hệ sinh thái số 5 đó là gì ạ? Đó là FinPay. FinPay nó là một hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới quốc tế và ứng dụng của họ, tức là cái hệ sinh thái này để phục vụ cho việc thanh toán toàn cầu. Ví dụ như là một công ty về thương mại điện tử, họ cần một cái cổng thanh toán xuyên biên giới, tức là khắp toàn cầu với tốc độ nhanh và an toàn, thì họ sẽ tìm đến hệ sinh thái FinPay để họ sử dụng dịch vụ của SCF. Và cái hệ sinh thái số 4 đó là FinBill. Hệ sinh thái FinBill là cái thị trường giao dịch hóa đơn tài chính xuyên chuỗi. Cô chú chị nhá, thì cái FinBill này nó sẽ phục vụ cho cái công việc là xuất chứng từ hóa đơn của doanh nghiệp, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhưng mà trên dạng là NFT, tức là trên một cái công nghệ mà không thể thay thế, không thể sửa đổi cái bản báo cáo tài chính đó, thì đó là cái hệ sinh thái FinBill mà SCF cung cấp và dịch vụ cho toàn cầu. Và cái hệ sinh thái số 7 đó là gì ạ? FinEx. FinEx nó là một cái sàn một cái sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, cô chú chị nhá, để cho chúng ta vào đấy chúng ta kiếm tiền ở trên giao dịch. Nhưng rất là nhiều cô chú anh chị chúng ta đang kiếm tiền ở trên những cái sàn phái sinh, nhưng đó là sàn phái sinh tập trung. Còn ở FinEx của SCF đó là sàn phái sinh phi tập trung. Thì toàn bộ những cái kế hoạch cũng như là các hệ sinh thái của SCF sẽ tập trung vào công nghệ Web3 và phi tập trung. Đó. Và cái hệ sinh thái số 8 đó là gì ạ? Đó là hệ sinh thái Finbox. Finbox là một cái nền tảng mạng xã hội Web3. Cô chú chị ạ, nó là một cái mạng xã hội Web3. Chúng ta có thể nói chuyện, chúng ta có thể giao lưu tất cả mọi thứ giống như Facebook hay TikTok hay là Zalo. Nhưng với Finbox thì chúng ta không cần phải đưa cái thông tin cá nhân của mình lên, mà chúng ta sử dụng ngay cái địa chỉ chỉ ví blockchain ở ngay trên ví SS để chúng ta nói chuyện với nhau. Thì đó là cái mạng xã hội mạng xã hội Web3 của SCF có tên là Finbox. Thì trên màn hình cô chú anh chị nhìn đó, đây là 8 hệ sinh thái gốc của SCF.
Đây là 8 hệ sinh thái mà SCF sẽ xây dựng chạy trên nền tảng blockchain của SCF. Và 8 hệ sinh thái này sẽ cung cấp toàn bộ những cái dịch vụ về tài chính, về mạng xã hội cho thị trường. Đó, thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ xây dựng và sẽ ra mắt từng hệ sinh thái. Và hiện tại giờ trên cái ví của SCF đã có 4 hệ sinh thái hoạt động. Hệ sinh thái số 1 đó là FinSwap, hệ sinh thái số 2 đó là FinSao, hệ sinh thái số 3 đó là FinPay và hệ sinh thái số 4 đó là FinBop. Thì 4 cái hệ sinh thái này đã được chạy trên cái ví của SCF. Thì cô chú anh chị khi mà biết thông tin, chúng ta hãy vào, chúng ta tải cái ví về điện thoại của mình và chúng ta trải nghiệm và chúng ta thấy được công nghệ tiên tiến của SCF. Và ngày hôm nay SCF tập trung phát triển cũng như là tung ra cái sản phẩm sàn FinSwap cho cộng đồng cả thế giới được sử dụng cái sàn phi tập trung tiên tiến và hiện đại của họ với cái công nghệ trao đổi tài sản chữ chéo. Đây là những đặc điểm chính của hệ sinh thái. Thì cô chú anh chị chúng ta lắng nghe, mỗi một nền tảng blockchain, mỗi một doanh nghiệp, mỗi một tập đoàn người ta đã sinh ra, người ta đã xây dựng thì họ đều có những cái mục tiêu và có những cái điểm chính và có những cái lợi ích cho xã hội và giúp ích cho cái thị trường tài chính, đúng không? Thì cái hệ sinh thái của SCF, đúng không? Nó sẽ nó sẽ làm cho đa dạng cái ngành tài chính crypto, đúng không? Và 8 cái hệ sinh thái chính của SCF nó có tác động sâu sắc trong lĩnh vực tài chính và blockchain. Đó. Và trong tương lai thì mỗi một cái hệ sinh thái đều có một đồng coin riêng và nó sẽ thiết lập cái cặp giao dịch với SCF và FUSD, tạo ra cái mối liên kết chặt chẽ để cung cấp cho người dùng trải nghiệm hệ sinh thái tài chính toàn diện, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành tài chính. Thì nó cũng giống như là một tập đoàn và họ có những cái công ty con, và mỗi một công ty con thì họ đều có một cái mã cổ phiếu riêng, đúng không ạ? Thì SCF cũng như vậy, cái bộ khung tập đoàn SCF họ cũng vậy. Đó. Thì 8 hệ sinh thái nó sẽ là 8 cái công ty vệ tinh tạo lên cái hệ sinh thái bao quanh cái nền tảng blockchain SCF và tạo cho cái nền tảng blockchain SCF càng ngày càng phát triển và càng ngày càng tăng trưởng. Ok. Và bây giờ cô chú anh chị chúng ta đến với FinSwap, đúng không? Trao đổi tài sản xuyên chuỗi. Đó. Trao đổi tài sản xuyên chuỗi của chú chị nhá. Cái công nghệ của FinSwap là trao đổi tài sản xuyên chuỗi. Đó. Cái ngôn từ nó rất là mới cho với cô chú anh chị ngày hôm nay mới tiếp cận, nhưng nó lại rất là quen thuộc với những anh chị mà chúng ta đã được trải nghiệm trên cái công nghệ của FinSwap. Tức là chúng ta trao đổi tài sản từ A đến B chỉ cần trong vòng 3 giây là chúng ta đã chuyển đổi tài sản qua hai bên được, mà không cần bên thứ ba thì đó là tài sản chuyển xuyên chuỗi tài sản, đúng không ạ? Với việc thực hiện hợp đồng cho các giao dịch chuỗi chéo diễn ra phi trên ấy, và đạt được cái tốc độ cao, nâng cao hơn cái hiệu quả sử dụng vốn và giảm trượt giá. Ngoài ra nó có thể ngăn chặn mọi tình huống sụp đổ tài sản nhanh chóng, giải quyết các thách thức của thanh khoản chuỗi chéo phi tập trung. Thì đó là cái tính năng của FinSwap. Thì FinSwap sẽ tác động đến tương lai như thế nào? Vâng ạ. Thì FinSwap nó là một cuộc cách mạng về thanh khoản xuyên chuỗi, cô chú anh chị nhá. Đó. Và thứ hai là nó có một cái thông lượng cao, tức là tốc độ xử lý lệnh nó rất là nhanh, tầm hơn 80.000 lệnh trên một giây. Thì chúng ta sẽ giảm được trượt giá cũng như giảm được rủi ro trong đầu tư tài chính. Ok. Và cái số 4 là Đấy, giống như em nói, giảm trượt giá và rủi ro. Và cái tiếp theo đó là giải quyết được các thách thức của ngành. Thì đó là cái tác động của FinSwap. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời là tại sao là FinSwap, đúng không? Tại sao không chúng ta không chọn một cái gì khác mà chúng ta lại là chọn chọn FinSwap? Thì có 4 cái câu trả lời để trả lời cho chính bản thân mình và những cô chú chị ngày hôm nay lên trên Zoom và cô chú anh chị tìm hiểu và quyết định là tại sao chúng ta ngày hôm nay phải chọn FinSwap, tại sao thời điểm này chúng ta nên chọn FinSwap, tại sao chuẩn bị bước vào cái chu kỳ halving thì lại có một nền tảng tuyệt vời như vậy để chúng ta đưa vào danh mục đầu tư, đúng không? Thì tại sao là FinSwap? Thì số 1, FinSwap sẽ giúp cho chúng ta có doanh thu và lợi nhuận lớn. Đó, cái số 1, chúng ta đi đầu tư, chúng ta đi làm ăn thì lúc nào chúng ta phải đưa
cái việc là doanh thu và lợi nhuận nó đáp ứng cho mình như thế nào, thì phiên chủ quán sẽ tạo được cho cô chú anh chị gì ạ? Doanh thu và lợi nhuận lớn. Ok. Cái số 2 đó là gì ạ? Dễ dàng việc áp dụng, đúng không? Dễ dàng áp dụng. Thì khi mà phiên chủ quán ấy, nó là một nền tảng phi tập trung, đúng không? Nó là một cái ví, nó là một cái hệ sinh thái của SCS, thì nó phải dễ dàng áp dụng, tức là tất cả mọi thứ thao tác này, mọi thứ làm việc trên đấy này, rồi cài đặt này, nó phải dễ dàng áp dụng. Vì nếu không dễ dàng áp dụng ấy, thì cái thời gian mà nó tiếp cận đến thị trường ấy, nó sẽ bị chậm. Nhưng với FeedSwap thì nó lại dễ dàng áp dụng. Chính vì nó dễ dàng áp dụng thì cái thời gian nhanh chóng để tiếp cận, tức là chúng ta chỉ cần trao đổi với nhau 5-70 phút là chúng ta đã tiếp cận được đến FeedSwap rồi. Ok, máy của em bị ao. Ok, em xin lỗi. Cuộc đua về tăng giá tiền điện tử. Rồi ạ, đó là cái bắt đầu chúng ta đón vào cái chu kỳ gì ạ? Chu kỳ halving, còn hơn 100 ngày nữa thôi là đến gì ạ? Đến chu kỳ halving rồi. Đúng không ạ? Thì lúc đó là cái cuộc đua tăng giá tiền điện tử. Cô chú anh chị đã biết là khi mà Bitcoin halving ấy, thì toàn bộ thị trường tăng trưởng rất là mạnh. Nó đã trải qua 3 chu kỳ halving rồi. Thì bốn cái key này sẽ trả lời cho chúng ta là tại sao chúng ta phải chọn FeedSwap. Và ngày hôm nay cô chú, anh chị, chúng ta hãy nghiêm túc ghi chép, nghiêm túc lắng nghe để làm sao đưa ra quyết định của mình là tại sao ngày hôm nay chúng ta lại chọn FeedSwap là kênh đầu tư cho cái chu kỳ tới. Đúng không? Cái số 1 em điểm lại này, nó là doanh thu và lợi nhuận lớn. Cái số 2 là dễ dàng áp dụng. Cái số 3 là thời gian nhanh chóng để tiếp cận thị trường, và cái số 4 là cuộc đua tăng giá tiền điện tử. Ok, mình sẽ đi từng phần. Ok, tại sao là FeedSwap? Thì trên màn hình đây ạ, để chúng ta đưa ra số liệu để chúng ta so sánh, thì cái sàn số 1 trên thế giới đó là sàn Binance, đúng không ạ? Cái sàn Binance, thì sàn Binance hiện tại được khối lượng giao dịch hàng ngày nó rơi tầm khoảng 10 tỷ đô, tức là volume giao dịch ấy là 10 tỷ đô, đúng không? Người dùng trên toàn cầu là đạt 150 triệu người dùng trên Binance. Và Binance bắt đầu từ tháng 7 năm 2017. Thì bắt đầu Binance hoạt động và mất gần 6 năm thì nó đạt được 150 triệu người dùng. Và khối lượng volume một ngày bây giờ rơi tầm khoảng 10 tỷ đô. Và số 2 đó là gì ạ? Đó là sàn Uniswap. Và cái sàn Uniswap đó là một cái sàn phi tập trung chạy trên nền tảng ERC20. Thì khối lượng giao dịch hàng ngày bây giờ nó rơi tầm khoảng 1 tỷ đô. Và người dùng trên toàn cầu hiện tại bây giờ Uniswap là bao nhiêu? Là 30 triệu. Và bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 là Uniswap bây giờ bắt đầu hoạt động. Thì nó cũng mất gần 5 năm để có 30 triệu người dùng trên toàn cầu và volume đạt 1 tỷ đô. Binance thì từ tháng 7 năm 2017 mất gần 6 năm để có 150 triệu người dùng và volume là 10 tỷ đô. Vậy FeedSwap là như nào? Hiện tại là trên nền tảng blockchain của SCH đang có tổng số ví là trên 60 triệu ví. Và FeedSwap giờ chỉ cần kích hoạt 1% trong 61 triệu ví thì họ đã có 610.000 người dùng trên toàn cầu. Và chúng ta điểm lại, Binance mất 1 năm hoạt động mới có 1,5 triệu người. Mà FeedSwap ngày hôm nay ra đời nền tảng với công nghệ trao đổi tài sản chuỗi chéo, đúng không ạ? Thì kích hoạt 1% thôi, họ đã có 610.000 người dùng. Vậy 1 năm tới thì FeedSwap đạt bao nhiêu triệu người dùng? Thì cô chú anh chị chúng ta quay lại. Khối lượng giao dịch của Binance 150 triệu người mà khối lượng là 10 tỷ. Vậy một ngày Binance thu bao nhiêu phí giao dịch? Đúng không? Chỉ cần chúng ta đưa bài toán 10 tỷ nhân với 0,1% trên một lệnh giao dịch, nó đã thu rất là nhiều tiền phí giao dịch. Vậy một năm sau, tầm này một năm sau, thì FeedSwap có hàng triệu người dùng trên toàn cầu. Và họ bây giờ chỉ cần kích hoạt 1% thôi là họ đã có 610.000 người dùng
chỉ cần kích hoạt 1% đã bằng 1/2 cái lượng người dùng của Binance năm đầu tiên. Đó, đây là số liệu để cô chú anh chị chúng ta nắm được, để chúng ta thấy được tiềm năng của PhiSwap và cộng đồng của họ có lớn hay không. Vì khi mà cộng đồng nó lớn như vậy thì nó mới quyết định được cái gì ạ? Sự tăng trưởng và giá trị của gì ạ? Của hệ sinh thái, đúng không ạ? Vậy FSB là gì? Vâng, thì FSB là đồng coin của nền tảng PhiSwap, tức là SSB là đồng coin của sàn PhiSwap. Mà nói về cách truyền thống đấy là FSB nó như là cổ phần của diện PhiSwap, tức là cổ phần của doanh nghiệp đấy, để cô chú anh chị chúng ta dễ hình dung. Thì trong thị trường crypto thì FSB là đồng coin của nền tảng PhiSwap. Thì ngày hôm nay cô chú anh chị nắm được thông tin một đồng coin gốc, một đồng coin sàn, một đồng coin có nền tảng rồi, và gì ạ, đã có ví rồi, đã có blockchain rồi, và ngày hôm nay chúng ta biết thông tin để chúng ta đưa vào danh mục đầu tư tiềm năng. Thì cô chú anh chị rà soát lại thị trường những cái đồng coin mà có nền tảng, khi mà chúng ta biết ngay từ đầu ấy mà chúng ta nắm giữ ấy, thì đến khi mà đến chu kỳ uptrend thì nó tăng trưởng 100, 200, thậm chí diện 500 lần. Đó là những đồng coin thì có thật, vì đó là những đồng coin có nền tảng. Thì ngày hôm nay cô chú anh chị chúng ta biết FSB là đồng coin nền tảng của PhiSwap, mà PhiSwap là hệ sinh thái của nền tảng blockchain gì ạ, SF. Và ngày hôm nay khi cô chú anh chị thấy đây là một cơ hội, đây là một nền tảng, một doanh nghiệp đáng đầu tư, thì chúng ta quyết định gì ạ, chúng ta quyết định tham gia, đúng không ạ? Còn đâu chúng ta quyết định tham gia như thế nào thì dựa trên cái khả năng tài chính của mình, đúng không ạ? Nó rất là thoải mái, chúng ta có 3 triệu chúng ta cũng đầu tư được, chúng ta có 5 triệu chúng ta cũng đầu tư được, chúng ta có 10 triệu chúng ta cũng đầu tư được, và chúng ta có 100 triệu chúng ta cũng đầu tư được, mà chúng ta có 1 tỷ thì chúng ta cũng đầu tư được. Thì đây là một đồng coin gốc, nên là cô chú anh chị hãy đầu tư, hãy nắm giữ bằng cái số tiền trong cái khả năng của mình. Ok, thì khi mà thấy đây là một đồng coin tiềm năng rồi, chúng ta nắm giữ nó thì chúng ta được cái quyền lợi gì? Được chưa? Chúng ta nắm giữ, chúng ta đầu tư thì chúng ta phải đưa cái vấn đề là chúng ta được cái quyền lợi gì? Thì cái quyền lợi số 1 mà chúng ta nắm giữ FB đó là chúng ta được nhận cổ tức hàng ngày. Cô chú chị, chúng ta sẽ được nhận cổ tức hàng ngày. Ngày nào họ cũng chia cổ tức từ doanh thu của việc giao dịch trên cái sàn PhiSwap của họ. Thì giống như là chúng ta nắm giữ cổ phần thì chúng ta được chia cổ tức của doanh nghiệp khi mà họ làm ăn có lãi. Thì ngày hôm nay PhiSwap là một cái sàn giao dịch tài chính, và những người giao dịch trên đấy phải trả phí cho cái lệnh giao dịch của mình. Thì chúng ta nắm giữ SSB coin thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ được nhận cổ tức hàng ngày. Khi nào mà chúng ta không còn nắm giữ SSB thì lúc đó chúng ta sẽ không được nhận cổ tức, tức là chúng ta bán đi rồi thì chúng ta không được nhận cổ tức. Còn chúng ta còn nắm giữ, chúng ta còn hold, chúng ta còn giữ thì chúng ta được nhận cổ tức từ phí giao dịch là 0.3 đến 100%. Đó, càng nắm giữ nhiều chúng ta được càng chia càng nhiều. Cái số 2 đó là được tham gia các chương trình khuyến khích từ nền tảng. Đó, nền tảng có những cái chương trình gì được tung ra thì chúng ta là cổ đông thì chúng ta sẽ được tham gia ngay. Ok. Và cái số 3 là chúng ta được biểu quyết ở trên cái nền tảng PhiSwap DAO. Vì sao? Vì chúng ta là cổ đông, chúng ta nắm giữ đồng coin gốc thì chúng ta được quyền biểu quyết, đúng không? Thì đó là cái quyền lợi của mình được nhận. Cái số 4 là chúng ta sẽ được nhận những cái đồng coin mới được phát hành ở trên cái PhiSwap. Đó, những cái đồng coin mới có tiềm năng và khi họ phát hành ở trên cái nền tảng PhiSwap thì những người nắm giữ SSB là những người được nhận, được nhận. Và khi được tặng, được nhận, chúng ta nắm giữ và nó được list trên các sàn và nó có giá trị lớn thì chúng ta có quyền gì ạ? Bán đi để chúng ta thu lợi nhuận. Thì đó là 4 cái quyền lợi rất là giá trị mà khi mà chúng ta nắm giữ đồng coin gốc coin nền tảng FSB của PhiSwap. Ok, thì đó là quyền lợi để cô chú anh chị chúng ta nắm được để chúng ta biết được là quyền lợi của mình là gì. Ok, vậy cái gì sẽ làm cho đồng SFB này có giá trị? Tức là một đồng coin sinh ra nó phải có được dùng vào việc gì thì nó mới tạo ra giá trị của nó. Nếu nó không được dùng vào việc gì đấy thì nó chỉ là giá ảo hoặc là giá FOMO. Tức là một đám đông hoặc là đội dev hay đội chủ của nền tảng họ đẩy giá để cho chúng ta lao vào.
đến khi cái đồng coin đấy không được sử dụng vào bất cứ một cái việc gì thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ bị bán tháo và nó sẽ bị down. Nhưng với một đồng coin có nền tảng, có chiến lược thì cái điều đấy nó sẽ gì ạ? Nó sẽ khó xảy ra. Thì tiện ích của SSB nó là gì? Thì SSB nó là đồng coin của Fiserwap. Thì cái số 1 thì đã là đồng coin của Fiserwap thì nó sẽ được dùng làm phí giao dịch trên Fiserwap. Cô chú anh chị, chúng ta muốn chuyển đổi tiền, chúng ta muốn giao dịch trên sàn Fiserwap thì bắt buộc cô chú anh chị phải có SSB để trả phí. Đó. Chuyển từ A sang B thì chúng ta sẽ phải trả phí bằng SSB. Thì đó là cái tiện ích đầu tiên của SSB. Cái số 2 đó sẽ làm phí gas. Được chưa? Trong tương lai thì tới đây đấy là SSB sẽ làm phí gas cho SF. Thì SF là một đồng coin coi đào với thuật toán mining ấy. Đó. Thì những cô chú anh chị chúng ta đang có những cái nốt tạo ra đồng coi gốc SF. Và tới đây đồng SF được nít trên các sàn tập trung lớn như Binance, Huobi hay là OKEx. Đó. Thì đồng SF nó là 500, 1.000 đô. Mà chúng ta đang là người khai thác ra đồng SF đấy. Mà chúng ta muốn rút về ví và đưa lên sàn bán thì chúng ta phải dùng FSB làm phí ga. Tức là trả phí cho cái lệnh rút SF. Thì đó là hai cái tiện ích sẽ giúp cho cái đồng SSB có giá trị thực, tức là được sử dụng vào hệ sinh thái. Thì đó là cái key để giúp cho đồng SSB có giá trị thực. Ok anh chị nhá. Vâng ạ. Và giá trị tương lai của SSB coin là gì? Đúng không? Thì một đồng coin mà muốn có sự tăng trưởng bền vững và có sự tăng trưởng lớn thì cái điều đặc biệt là không được lạm phát, đúng không? Tức là lượng cung không được lớn hơn lượng cầu. Đúng không ạ? Lượng cung mà lớn hơn lượng cầu thì nó sẽ bị lạm phát và đồng coin đấy sẽ bị mất giá. Với cái đặc điểm chống lạm phát của SSB rất hay sẽ giúp cho đồng coin này khan hiếm và có giá trị rất lớn. Tới đây, cái số 1 đó là gì? Đồng SSB cũng bị đốt. Đó, những cái đồng coin nền tảng ở trên thế giới như BNB hay TRX hay là ETH thì họ cũng phải sử dụng cái thuật toán đó là đốt coin, tức là giảm lượng cung, cộng đồng thì tăng, giá trị tăng, nhưng mà lượng cung thì giảm, thì nó mới tạo sự khan hiếm và chống lạm phát. Thì FSB cũng nhận đốt. Ok, cái số 2 đó là phát hành tuyến tính 180 ngày cho tất cả các token. Phát hành tuyến tính nó là một cái thuật toán mới, nó là một cái thuật toán chống lạm phát rất là tiên tiến và rất là thông minh. Tức là ngày hôm nay cô chú chị chúng ta thấy FSB tiềm năng, chúng ta quyết định sở hữu, chúng ta hold nó. Thì ngày hôm nay ví dụ như em sở hữu thì em sẽ là người có gì ạ? Có coin trước. Ngày hôm sau người khác nắm giữ thì họ lại gì ạ? Sau em một ngày. Thì tức là nó sẽ tạo lên cái sự gì ạ? Nhịp nhàng đầu ra cho gì ạ? Cho thị trường mà không bị ồ ạt cùng một thời điểm. Nếu mà một đồng coin mà bị đẩy ra ngoài thị trường cùng một thời điểm nó lớn về số lượng thì sẽ bị cái tình trạng đó là bán tháo và lúc đó cái đồng coin nó sẽ bị sụp giá và chúng ta sẽ bị thất bại trong cái khoản đầu tư của mình. Nhưng với cái hai cái đặc điểm chống lạm phát của FSB thì cái giá trị tương lai của nó rất là lớn vì nó là một đồng coin gốc, một đồng coin được sử dụng vào hệ sinh thái và với có những cái cơ chế chống lạm phát rất là thông minh thì đồng coin này có cái tiềm năng tương lai rất là tốt. Ok. Và đây là hồ sơ của một đồng coin đã tăng trưởng hơn 300 lần. Và họ là một nền tảng thành công, đó là Filecoin. Thì cái hồ sơ của Filecoin này thì họ có những cái chiến lược như thế nào mà giúp cái đồng này tăng trưởng hơn 300 lần. Thì ngày hôm nay SSB sẽ đi theo những cái thành công của họ. Thì cái key số 1 thì đồng Fin cũng được đốt. Đấy, một đồng coin gốc, một đồng coin nền tảng và chống lạm phát thì họ cũng điện đốt coin. Cái số 2 là đồng Fin cũng được làm gì ạ? Phí gas. Đó là hai cái cơ chế mà SSB cũng có này. Và cái số 2 là phát hành tuyến tính cho các nhà đầu tư. Họ cũng phát hành tuyến tính của chú anh chị nhá. Và cái số 3 là thời điểm ra mắt, tức là thời điểm bắt đầu niêm yết trên sàn giao dịch là bắt đầu thị trường nhận boom, tức là thị trường nhận uptrend là bắt đầu họ đưa lên trên sàn giao dịch. Đúng không ạ? Thì cô chú anh chị chúng ta đã đi qua 3 mùa halving. Đúng không ạ? 3 mùa uptrend. Thì khi mà thời điểm uptrend của thị trường ấy,
thì đồng coin nào list trên sàn cũng nhận tăng trưởng rất là mạnh. Và đây là lịch sử của gì ạ? Của thị trường và cũng là lịch sử của đồng gì ạ? Đồng Fin. Nhà đầu tư sớm của đồng Fin là giá 0,75 đô. Được chưa? Và giá đỉnh của đồng Fin này đạt 245 đô la Mỹ. Của chú ý nhá. Đạt 245 Mỹ đô la Mỹ từ 0,75 đô lên 245 đô, lợi nhuận hơn 300 lần. Vậy tua lại lịch sử, nếu ngày hôm đó chúng ta biết đồng Fin giống như đồng FSB ngày hôm nay mà chúng ta sở hữu thì có phải là nhận chúng ta sẽ gặt hái được rất thành công không ạ? Thì đồng Fin đã đi qua và nó để lại cái lịch sử như này để chúng ta đối chiếu, đúng không ạ? Từ 0,75 lên 245 đô và ngày hôm nay FSB là gì ạ? Là 1 đô. Đúng không ạ? Cô chú anh chị chúng ta hãy nhìn vào những cái thông số, những cái dữ liệu để chúng ta nhận định. Đó. Và đồng Fin đã giúp cho nhà đầu tư sớm mang về lợi nhuận hơn 300 lần. Ngày biết đến đồng Fin, cô chú anh chị bỏ ra 1.000 đô thì khi cô chú anh chị để được đến khi nó đạt giá đỉnh 245 đô là cô chú anh chị đã mang về bao nhiêu? Hơn 300 ngàn đô. Thị trường crypto nó là một thị trường điên rồ, nhưng nó đã tạo lên rất là nhiều triệu phú. Và ngày hôm nay cô chú anh chị lên trên đây cũng là tìm hiểu cũng như là mong muốn có một cái nền tảng, một đồng coin gốc và có giá trị tiềm năng lớn để chúng ta đưa vào danh mục đầu tư. Ok, thì đây là hồ sơ của đồng Fin để chúng ta đưa ra nhận định. Và đây là cái lịch sử của ba lần halving của thị trường crypto 2011, 2013, đúng không ạ? 2013, 15 và 2019. Đó. Và đây là cái biểu đồ sẽ đo lường cái bắt đầu thị trường uptrend. Giá trị tương lai của SSB sẽ dựa vào cái điểm, vào cái thời điểm này là rất là vô cùng là quan trọng. Thì cái điểm màu xanh này này là cái chu kỳ 2012 và 2013 đấy. Thì đây là bắt đầu thị trường vào uptrend. Thì cô chú anh chị nhìn biểu đồ, toàn bộ thị trường tăng trưởng rất là mạnh, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta đã có sự chuẩn bị trước đấy rồi và chúng ta đã biết được nó sẽ tăng trưởng và chúng ta đưa ra cái target và đưa ra cái giá mình mong muốn và chúng ta kiếm về lợi nhuận. Thì đây là cái chu kỳ 12 và chu kỳ 2013. Và tiếp tục, khi mà thị trường uptrend rồi thì nó sẽ downtrend, đúng không ạ? Và đây là cái chu kỳ 2015 và 2017. Thì rất là nhiều cô chú anh chị ngày hôm nay ở trên Zoom đến năm 2015 và 2017 mới biết và tiếp cận đến thị trường crypto. Phần lớn là như vậy. 2012 và 2013 thì rất ít. Nhưng 2015 và 2017 đã bắt đầu nhiều rồi. Thì cái điểm xanh này là cái điểm bắt đầu thị trường cũng gì ạ? Cũng uptrend đấy. Thì cô chú anh chị nhìn thấy ạ? Toàn bộ thị trường là gì ạ? Đi lên. Thì lúc đó chúng ta đã kiếm được rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Và đi qua hai chu kỳ rồi, chúng ta có kinh nghiệm và kiến thức rồi. Thì cái chu kỳ 2021 vừa rồi, đúng không ạ? Lúc mà Bitcoin đạt 69.000 đô đấy. Đó, 69.000 đô, cái chu kỳ 2021 này. Vâng, và chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Đúng không ạ? Và chúng ta đợi uptrend. Và sau khi uptrend thì nó sẽ gì ạ? Lại downtrend. Và cái điểm xanh này sẽ là cái chu kỳ halving của 2024 và 2025 tới đây. Và nó sẽ rơi vào tầm tháng 3 đến tháng 4. Và ngày hôm nay cô chú anh chị nắm bắt và biết được thông tin một đồng coin gốc, một đồng coin có nền tảng. Và chúng ta chỉ cần một số tiền rất nhỏ thôi, nhưng mà khi uptrend chúng ta sẽ mang được một số tiền rất rất lớn về đấy. Về túi của mình, đúng không ạ? Thì đây là cái điểm mà bắt đầu thị trường bull của năm 2024-2025. Thì đây là cái lịch sử của thị trường crypto. Cô chú anh chị chúng ta nắm được thông tin như thế này để chúng ta đưa ra cái lộ trình và đưa ra cái bài toán đầu tư của mình. Ok. Vâng ạ. Và giá trị tương lai của SSB, đúng không ạ? Và cái chu kỳ halving tới đây là gì? Và điểm nổi bật về cuộc đua tăng giá tiền điện tử năm 2024-2025 nó là gì? Cái số 1 là Bitcoin sẽ halving lần 4. Bitcoin sẽ halving lần 4 của chú ý chị. Đó. Là sẽ rơi tầm khoảng hơn 100 ngày nữa là Bitcoin sẽ halving. Cái số 2 là Ethereum thì giảm đi một nửa. Đó là cái key số 2. Cái số 3 là cái nền tảng Metaverse, tức là thực tế ảo. Giống như Facebook đã đổi tên sang thành công ty là Meta đấy, là theo đuổi cái tham vọng là diện Metaverse. Cái số 4 là GameFi.
cái số 5 là NFT, cái số 6 là DeFi và cái số 7 là token hóa tài sản. Thì bảy cái điểm nổi bật này nó sẽ giúp cái cuộc đua tăng giá tiền điện tử năm 2024-2025 rất là lớn và rất là mạnh. Và theo như dự báo của các giới chuyên gia đấy, thì Bitcoin sẽ đạt ngưỡng $200,000 trên một đồng. Và ngày hôm nay Bitcoin đang ngưỡng $40,000. Và cái quan trọng nhất là FSB ngày hôm nay nó giá là $1, nó giống như đồng phin ngày đầu tiên chỉ có 0,75 đô và tăng trưởng lên bao nhiêu? $245. Đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ dự báo về giá của FSB là bao nhiêu? $100, $200, $300, thậm chí là $500 trên một đồng. Đúng không? Nhờ những cái gì ạ? Nhờ những cái số 1 đó là gì ạ? Nền tảng FSB sẽ hỗ trợ những người xây dựng cộng đồng, tức là những người chia sẻ về nền tảng PhiSwap này, chia sẻ họ biết về SF này, tải ví về SF này, thì FSB sẽ hỗ trợ những người xây dựng cộng đồng như vậy đến 80% từ khoản quyên góp. Đến 80% cô chú ý chị nhá, rất là lớn, lớn nhất tất cả những cái dự án ở ngoài kia bây giờ. Bây giờ chúng ta không thể tìm được một cái dự án nào ở ngoài thị trường mà họ hỗ trợ những người xây dựng cộng đồng đến 80%. Vì sao? Vì họ còn phải trả lãi, họ còn phải xây dựng doanh nghiệp, họ phải xây dựng nền tảng, nên làm sao họ hỗ trợ đến 80% được. Nhưng với FSB bây giờ họ đã xây dựng toàn bộ cái giá trị công nghệ, cái nền tảng công nghệ của họ đã hoàn thiện rồi. Và bây giờ họ phát triển cộng đồng để làm sao cộng đồng sử dụng cái sàn PhiSwap của họ một cách lớn mạnh, thì họ đã hỗ trợ đến 80%. Ok. Cái số 2 đó là cái cơ chế đốt FSB, đúng không ạ? Em đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Đó là cái cơ chế chống lạm phát. Cái số 3 đó là phát hành tuyến tính 180 ngày cho tất cả của chú anh chị. Ngày hôm nay chúng ta quyết định sớm thì chúng ta sẽ có coi sớm. Thay vì tới đây chúng ta mới quyết định chúng ta nắm giữ thì chúng ta sẽ nhận đồng coi sau thì chúng ta sẽ bị bán sau. Ngày hôm nay chúng ta nắm giữ trước thì chúng ta sẽ có đồng coi trước. Và thời điểm ra mắt tốt nhất trên sàn giao dịch nó là tháng 3 năm 2024 trở đi, đúng không ạ? Tháng 3 năm 2024 trở đi là bắt đầu thị trường đi vào uptrend ấy, bull run ấy, là bắt đầu thị trường chỉ có tăng thôi. Thì khi đó đồng FSB sẽ nít ở trên tất cả các sàn lớn, thì cái điều nó tăng giá là điều đương nhiên. Và cô chú anh chị ngày hôm nay có nắm giữ hay không thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được cái thành tựu trong khoản đầu tư của mình. Vâng. Những thông tin gốc như vậy thì cô chú chị đã sẵn sàng cho cái cuộc đua tăng giá tiền điện tử năm 2024-2025 chưa? Đúng không ạ? Khi mà biết được một đồng coin gốc an toàn như vậy, đúng không ạ? Có nền tảng như vậy, cộng đồng trên toàn cầu như vậy, mà chúng ta lại bỏ lỡ thì đấy là lỗi của chúng ta. Và bây giờ chúng ta đưa ra một giả thiết, nếu mức cao nhất của FSB là $300 và ngày hôm nay mới là $1, thì cô chú anh chị rất là nhẹ nhàng thôi, chúng ta nắm giữ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 FSB. Em lấy ví dụ 1.000 FSB bây giờ chỉ có là $1,000 thôi. Nhưng khi chúng ta đạt được cái giá đỉnh là $300 là Mỹ trên một đồng, thì cái giá trị tài sản tương lai của chúng ta sẽ đạt $300,000. Những cái điều này rất là bình thường trong thị trường crypto. Tăng trưởng 300 lần, 500 lần, thậm chí cả 1.000 lần là chuyện rất là bình thường với một đồng với một đồng coin gốc. Và khi mà chúng ta nắm giữ FSB cũng là lúc chúng ta bắt đầu kiếm cổ tức được hàng ngày. Chứ không phải là chúng ta không được gì đâu. Cổ tức tức là tiền đấy. Đúng không ạ? Từ phí sàn giao dịch. Thế bây giờ chúng ta nắm giữ nó, chúng ta chờ $10, $50, $100, $300 chúng ta mới bán. Nhưng mà lúc chúng ta chưa bán thì chúng ta vẫn được nhận cổ tức hàng ngày. Thì đó là cái quyền lợi rất lớn. Có rất là nhiều nhà đầu tư chiến lược người ta nắm giữ nhiều FSB. Nhưng mà khi mà đạt đến $300 thì người ta cũng chỉ bán ra một phần thôi để người ta thu hồi về cái lượng đầu tư. Còn đâu là họ sẽ giữ lại cái FSB đấy để người ta nhận cổ tức từ sàn. Đấy là một cái nguồn thu thụ động lâu dài và bền vững dành cho những người đầu tư có chiến lược. Đúng không ạ? Và cái số 4 là đủ điều kiện nhận các lợi ích của PhiSwap. Khi mà chúng ta nắm giữ FSB thì chúng ta có vô vàn những cái lợi ích từ cái sàn giao dịch này. Đó. Và cái sàn giao dịch này là gì ạ? Là đang có cộng đồng lớn trên toàn cầu. Chỉ cần kích hoạt 1% thôi là đã có 610.000 người sử dụng. Và hiện tại giờ đã có gần bao nhiêu? 40 quốc gia đang hoạt động và đang triển khai FSB. Thì cô chú anh chị đã nhìn thấy các video, các cuộc họp này của các lãnh đạo trên các nước.
Đó, thì đó là những cái thông tin mà cô chú anh chị chúng ta cần nhận, cần nắm bắt. Và ngày hôm nay khi biết thông tin FSB, lưu ý rằng với một số tiền không quá lớn nhưng cô chú anh chị sẽ gặt hái được rất là nhiều thành công, đúng không? 500 đô hay 1.000 đô cũng không làm cho chúng ta bị nghèo đi. 500 hay 1.000 đô cũng không làm cho chúng ta phải bán nhà hay là phải vỡ nợ, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta chọn được một đồng coin có nền tảng như vậy mà chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính, chúng ta gì ạ? Chúng ta sở hữu nó và chúng ta đi theo nó và đi theo đúng cái lộ trình đó và chúng ta đưa ra target thì chúng ta sẽ gặt hái được rất là lớn cho cái halving năm 2024-2025 với gì ạ? FSB. Ok. Vâng. Và bây giờ sẽ trả lời cho cô chú chị là tại sao SCF trên thành công và tại sao FSB của FinSwap tiềm năng tăng giá gì ạ? Rất là mạnh. Cái số 1 là cái blockchain nó đã hoàn chỉnh, đã có nền tảng blockchain riêng, là có. Thay vì ngoài kia chúng ta đi đầu tư một cái dự án nào đó, họ không có nền tảng blockchain riêng, họ phải đi chạy nhờ trên nền tảng blockchain khác và họ vẽ ra một câu chuyện rất là hay và chúng ta nghe vui tai và chúng ta đầu tư. Nhưng với SF, với FSB thì đã có blockchain riêng. Ngoài blockchain riêng thì họ lại có ví phi tập trung SF riêng. Đó, cô chú anh chị chúng ta sau cái buổi Zoom này chúng ta có thể diện tải về ngay chiếc điện thoại của mình là có ví riêng này. Ok. Và cái tiếp theo đó, tài chính của họ gì ạ? Vững mạnh, đúng không? SF đã hoạt động hơn một năm nay trên toàn cầu và họ đang có một lượng tài chính rất là vững mạnh và bây giờ họ tập trung xây dựng các hệ sinh thái và tập trung xây công nghệ ở trên cái nền tảng của họ. Và cộng đồng thì là toàn cầu. Khi mà chúng ta chọn được một nền tảng mà có lượng cộng đồng xây dựng tham gia trên toàn cầu thì cái độ rủi ro của mình ấy rất là thấp. Vì họ có cộng đồng lớn mà một cái sản phẩm mà quyết định giá trị lớn ấy là dựa trên cộng đồng thì họ có cộng đồng trên toàn cầu. Cái tiếp theo là hệ sinh thái thì là dẫn đầu kỷ nguyên tài chính số, thì em đã đưa những cái thông tin về những cái hệ sinh thái, những cái công nghệ của họ. Ok. Và cái số tiếp theo, đúng không? Đó là đúng thời điểm sẽ hiện niêm yết giá lên sàn giao dịch thì họ đã có cái mốc thời gian là sẽ niêm yết cái đồng FSB này lên trên sàn giao dịch lớn, thì khi đó chúng ta ngày hôm nay đi quyết định và chúng ta lúc đó sẽ đưa ra cái target 100 đô, 200 đô, 300 đô, thậm chí là có những người 500 đô họ mới bán FSB đi. Vì khi mà chúng ta nắm giữ FSB đấy là chúng ta đã có cổ tức rồi thì không tội gì chúng ta phải bán, đúng không? Thì đó là những cái cơ chế và những cái câu trả lời là tại sao FSB tiềm năng và nó sẽ tăng giá rất là mạnh. Và ngày hôm nay cô chú anh chị chúng ta sẽ sử dụng cái đòn bẩy tài chính để chúng ta tối đa hóa cái mức tăng giá trong cái cuộc đua tăng giá tiền điện tử halving tới đây 2024-2025, nó chỉ còn vài tháng nữa thôi. Và ngày hôm nay cô chú anh chị chúng ta lên trên Zoom chúng ta nắm bắt được thì hãy sử dụng đòn bẩy tài chính với số tiền không quá lớn, đúng không ạ? Và những ai cô chú anh chị mà có kiến thức, có cái tư duy mà có tài chính sẵn nữa thì chúng ta cũng lại càng đưa ra cái quyết định mạnh mẽ. Thì đây là một cái nền tảng cũng như là một cái đồng coin mà theo như em đi học và đầu tư với nó ngay từ đầu thì cũng đưa ra nhận định rằng đây là một nền tảng đáng đầu tư và đáng đưa vào cái danh mục chúng ta sở hữu và chúng ta nắm bắt nó. Vâng, thì ekip Zoom tối ngày hôm nay đã chia sẻ cho cô chú anh chị những cái key, những cái điểm chính và những cái gốc rễ để chúng ta đón được một cái halving an toàn, đón được một cái nền tảng đã có sẵn những cái thứ mà ở ngoài kia nhiều dự án đang phải loay hoay, thì ngày hôm nay SCF đã có đầy đủ, đúng không ạ? Thì cũng chúc cô chú anh chị chúng ta đưa ra quyết định với những cái sáng suốt nhất và đi cùng với FSB hết cái mùa halving 2024-2025. Và xin cảm ơn, xin nhường bức đại cho MC. Vâng, cảm ơn anh Thế Đức rất là nhiều. Anh chị có thấy là cái thông tin ngày hôm nay đã giúp cho anh chị có một cái nhìn sâu sắc hơn và đã giúp cho bản thân chúng ta có cái định hướng trong thời gian tới để làm thế nào mà chúng ta
sẽ có cơ hội để ích rất nhiều lần tài sản trong mùa halving tới đây chị ạ.